Đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn tập 54, người vẫn còn là một sử nam. Thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim, chúc các bạn xem video vui vẻ. Lúc này đột nhiên phía trên thành sử lai like khác không biết từ lúc nào xuất hiện 7-8 bóng người, mà phía sau bọn họ là cả một đội quân, những quân nhân này đều cung kính yên lặng đứng chờ. Trong số 7-8 người này có cả lâm lão và ngôn thiểu chiết. Tín hiệu cầu cứu của đệ tử nội viện đối với học viện sử lai like khác chính là một chuyện lớn, và tất nhiên bọn họ đã đến từ lâu rồi với tu vi của những người này có lẽ còn đến sớm hơn cả mã tiểu đào nữa nhưng cũng bởi vì bọn họ là những người thầy nên mới không lập tức ra tay bởi vì bọn họ muốn chờ xem những đệ tử của mình có thể làm được đến mức nào sự thật chứng minh những đệ tử yêu quý của bọn họ đã không làm họ thất vọng bất luận là hoác vũ hạo phương đông phải chạy chối chết hay mã tiểu đào bối bối giang nam nam từ tam thạch đến ứng cứu kịp thời biểu hiện của tất cả đều khiến bọn họ rất hài lòng điểm sai lầm duy nhất chính là không giữ lại tên tù Bình nào thôi. Ngôn thiểu chiết có chút bất đắc dĩ nói. Con bé tiểu đào này tính nết nóng này không sửa được, cứ vừa vào trạng thái chiến đầu là hoàn toàn thay đổi thành một người khác ngay. Lâm lão mỉm cười nói. Tính cách này cũng không phải là sai, nó chỉ vì bị ảnh hưởng từ vũ hồn mà thôi, bất quá, tu vi của con bé tăng lên không ít, có lẽ không đến 3 năm nữa nó sẽ có thể đột phá lên cấp 70. Ngôn thiểu chiết cười to nói. Lâm lão, ban đầu ta cũng không chắc có được không nhưng giờ có thằng nhóc hoác vũ hạo rồi ta có thể trả lời chắc chắn là được bất quá ngài không thấy quá trình trốn chạy vừa rồi của hoác vũ hạo và vương đông thật đáng kinh ngạc sao bọn họ dĩ nhiên đã chứng kiến từ đầu tới cuối mọi chuyện lâm lão lại còn là người đang ở gần nhất nữa bà vừa thấy tín hiệu cầu cứu thì đã xuất hiện trên đầu tường rồi lúc đó cũng là khi hoác vũ hạo thi triển kỹ năng có màu sắc trộn lẫn giữa xanh lục và xanh lá khiến ba gã hồn vương bị mất khả năng phi hành mà rơi xuống đất Ngôn thiểu chết tuy đến chậm hơn, nhưng cũng không vì thế mà bỏ lỡ một màn này. Bọn họ là những cường giả đứng đầu, tốc độ di chuyển làm sao, những hồn sư bình thường có thể tưởng tượng được. Mà quá trình chạy chối chết tiếp theo, hay nói đúng hơn là lúc hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sử dụng vũ hồn xung hợp kỹ, rực rỡ, điêu tàn, hoàng kim lộ đã thật sự khiến các vị cường giả của học viện khắc sâu ấn tượng. Mã Tiểu Đào thật sự rất mạnh, nhưng dù sao nàng cũng đã là đệ tử nội viện, hơn nữa nàng còn là hồn sư bậc hồn đế nữa chiến thắng này là chuyện hiển nhiên rồi nhưng hoắc vũ hạo và vương đông thì khác bọn họ chỉ là đại hồn sư và hồn tôn thôi vậy mà vẫn chạy thoát khỏi sự truy đuổi của năm tên hồn vương và một tên hồn đế nữa bấy nhiêu đã đủ chứng minh mọi vấn đề rồi cho dù ban nãy mã tiểu đào không đến kịp thì bọn chúng có thể sẽ ngã xuống đất bị thương nhưng khả năng mất mạng là rất thấp khi đó ba người bối bối giang nam nam từ tam thạch cũng đến kịp rồi vấn đề còn lại không lớn nữa có thể nói quá trình chạy trốn hôm hay của bọn họ đã thành công. Ngôn Thiểu Chiết và Lâm Lão đều là thành viên của Hải Thần Các, với ánh mắt đánh giá của bọn họ, biểu hiện hôm nay của Hoác Vũ Hạo và Vương Đông cũng là bọn họ ưng ý. Thiểu Chiết, người có đoán được kỹ năng Hoác Vũ Hạo thi triển trên không trung ban nãy là gì không? Lâm Lão mỉm cười hỏi. Ngôn Thiểu Chiết lặng đi một chút rồi lắc đầu nói. Lúc ấy ta đang ở quá xa không thấy rõ được, Lâm Lão, ban nãy bà ở gần thế chắc chắn là thấy được, kỹ năng đấy rốt cuộc là gì, làm sao, nó có thể trong nháy mắt làm ba tên hồn vương mất đi năng lực phi hành được. Lâm lão mỉm cười nói. Bà nãy hai đứa nhóc này lấy đi một khối hồn cốt của ta, ta còn đang cảm thấy rất đau lòng. Bất quá sau khi trông thấy kỹ năng này, ta lại cảm thấy nó rất xứng đáng. Nếu ta không nhìn lầm, đó là một loại lĩnh vực mà nguồn gốc phát ra có lẽ là từ khối hồn cốt của nó. Dường như khối hồn cốt này có liên quan đến việc vũ hồn thứ hai của nó thức tỉnh. Ngôn thiểu chết nghe bà nói xong vô cùng chấn động. Cái gì? lâm lão bà chắc đó là hồn kỹ lĩnh vực lâm lão liếc mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đi về thành vừa đi vừa ung dung nói có người to gan dám đánh lên đầu học viện chúng ta người về lo liệu chuyện này đi ngôn thiểu triết biết mình lỡ lời nên xoay người về hướng lâm lão vừa rời đi rồi không người hành lễ chào tạm biệt lúc này trong mắt lão đã để sát khí lão quay sang nói với một người bên cạnh đem toàn bộ thi thể này về học viện không cần biết bằng cách gì phải điều tra rõ ràng cho ta trong thời gian sớm nhất ta muốn biết là kẻ nào dám động đến người của học viện sử lai khác này. Dạ, dưới thành. Cảm ơn học tỷ. Hoác Vũ Hạo và Vương Đông bị tiêu hao hết hồn lực nhưng thể lực vẫn không vấn đề gì. Trước khi trở về cả hai đồng thời cúi người nói lời cảm ơn với Mã Tiểu Đào, trong mắt cả hai đều lộ vẻ khâm phục. Mã Tiểu Đào khoát tay nói. Không cần cảm ơn ta, bọn chúng chán sống mới đến kiếm chuyện với học viện sử lai khác. Gần đây các ngươi có gây thủ chúc oán với ai không? Dạ không. Hoắc Vũ Hạo vừa nói xong lời này đột nhiên sực nhớ ra cái gì đó liền quay sang nhìn Vương Đông. Vương Đông thấy hắn nhìn sang mình lập tức hiểu ý. Nếu nói gần đây bọn họ gây thù với ai thì chỉ có một người khả nghi nhất, người này không ai khác chính là Đái Hoa Bân. Trước sau Đái Hoa Bân thua bọn họ đến hai lần, hơn nữa hắn là người của phủ công tước Bạch Hổ nên rõ ràng có thể điều động nhiều người như thế. Một hồn đế, năm hồn vương, số lượng cường giả thế này không phải bất cứ thế lực nào cũng có thể điều động được. Không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng nói tiếp, bối bối đã bước đến bên cạnh hắn nói hai sư đệ nơi này chưa chắc an toàn chúng ta về học viện trước rồi nói sau trên thực tế lúc này làm sao còn có chuyện không an toàn nữa chứ mà cái pháo cầu cứu ban nãy đã khiến nhiều cường giả của học viện đến đây thế này thì dĩ nhiên lát sau phàm vũ cũng chạy tới không thể nghi ngờ cái pháo cầu cứu của đệ tử nội viện kia là phàm vũ cho hoác vũ hạo mà trong viên pháo này phàm vũ còn cho vào một số chất đặc biệt nên khi nó vừa phát ra phạm vũ nhìn thấy lập tức hiểu ngay sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay đến đây kết quả lúc đi chỉ có hai người hoắc vũ hạo và vương đông vậy mà lúc về lại là một đám người những thi thể còn sót lại tất cả đều bị ngôn viện trưởng mang đi rồi đêm nay hoắc vũ hạo và vương đông cũng không có được giấc ngủ ngon vì bọn họ vừa về đến học viện đã liên tục bị hết người này đến người khác hỏi han mãi đến sáng cả hai mới được về ký túc xá học viện mặc dù không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn nhưng dự đoán hiển nhiên là có đối với việc học viện xử lý chuyện này thế nào hoắc vũ hạo cũng không lo lắng lần này đúng là do hắn và vương đông quá sơ xuất bọn họ làm sao có thể ngờ đái hoa bân dám ra tay ngay tại ngoại ô thành sử lai khác chứ những thi thể còn sót lại không tìm được những chứng cứ cụ thể nào những người đó đúng là do đái hoa bân phái đi nhưng trước khi đến địa điểm mai phục hoắc vũ hạo bọn họ đã tiêu hủy hết mọi vật chứng có thể làm bại lộ thân phận rồi dĩ nhiên vì bọn họ không muốn chẳng may có chuyện gì lại mang đến phiền toái đái hoa bân đồng thời cũng vì sợ mang đến phiền phức cho công tước Bạch Hồ à. Cơn giận của học viện Sử Lai khác cho dù là công tước Bạch Hồ ở đế quốc Tinh La dưới một người trên vạn người cũng không thể chịu đựng nỗi. Tuy nhiên, vì không có đủ bằng chứng nên học viện không thể làm mầm lên được, mà phần lửa giận này cũng không vì thế mà biến mất, chỉ là tạm thời áp chế xuống thôi. Sáng hôm sau, Đái Hoa Bân trông thấy vẻ mặt uể oải của Hóc Vũ Hạo và Vương Đông liền biến sắc, bất quá, hắn đường đường là công tử của phủ công tức bạch hổ cho nên dù khá bất ngờ vẫn không để lộ nhiều sơ hở hôm qua hắn chờ cả đêm nhưng không thấy có chút tin tức gì hắn hy vọng kết quả đừng tệ quá cùng lắm thất bại mà số người hắn phái đi trở về nguyên vẹn là được rồi như thế hắn cũng dễ ăn nới với cha của hắn bất chi bất giác lương đái hoa bân đã ướt đẫm mồ hội lạnh một hồn đế và năm hồn vương vẫn chưa đủ để giết chết bọn chúng sao hắn cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định của mình có thể nói là hối hận tận đáy lòng đái hoa bân thị lực của hoắc vũ hạo vô cùng tốt liếc mắt đã thấy đái hoa bân đang đứng ở cửa phòng ban hai nghìn chăm chăm bọn hắn hắn nắm tay vương đông đi nhanh về phía đấy vẻ mặt đái hoa bân có chút tối sầm dù tâm tính hắn có độc ác thế nào thì hắn vẫn là một đứa trẻ mười mấy tuổi mà thôi kiểu gì cũng không thể che giấu được cảm xúc của mình một cách hoàn hảo nhất vương đông thấy đái hoa bân lập tức nổi điên lên hoắc vũ hạo vội vàng giữ chặt hắn lại đái hoa bân lạnh lùng nói gì Hoắc Vũ Hạo một bên giữ chắc Vương Đông không cho hắn làm bậy, một bên trầm giọng nói: "Hôm trước đánh cuộc người thua ta, hôm nay thực hiện lời hứa đi." Lúc này chuẩn bị vào giờ học nên các học viên đi ra đi vào không ngớt, tất cả đều là đệ tử năm hai, nên hoàn toàn rõ ràng chuyện Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Đái Hoa Bân đã trở mặt, không ít người dừng bước lại quan sát diễn biến mọi chuyện. Đái Hoa Bân cắn răng, hai đấm siết chặt, trên trán nổi cả gân xanh. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, các ngươi đừng có quá đáng chu lộ từ trong phòng học ban hai bước ra đứng chán trước mặt đái hoa bân mà lớn mắng vương đông lạnh lùng nói chúng ta quá đáng người đi mà hỏi thằng chết tiệt kia đêm qua đã làm gì những gì nó có gan làm không biết có gan nhận không đây hà đái hoa bân nghiến răng nghiến lợi nói ta không hiểu các ngươi đang nói gì vương đông hừ một tiếng biểu lộ sự khinh thường quả nhiên là thứ nhát gan không cần biết người có dám nhận chuyện kia hay không cứ quỳ xuống nhận sai với bọn ta đi đã chu lộ đang định mắng tiếp thì bị đái hoa bân kéo mạnh về sau hắn chưa biết mình có chắc đã bại lộ hay chưa nếu có thì là chuyện lớn rồi liên quan đến cả phủ công tức bạch hồ cho nên bất kể thế nào hắn cũng không thể nhận nếu không rất có thể học viện sử lai khác sẽ trở mặt với phủ công tước bạch hộ thậm chí cả đế quốc tinh la luôn đái hoa bân hít sâu một hơi cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng sau đó quỳ dạp xuống đất dập đầu trước mặt hoác vũ hạo và vương đông ba cái rồi lớn tiếng nói ta sai rồi sau đó hắn lập tức đứng lên trở về lớp học cừu hận trong mắt chu lộ không kém hơn đái hoa bân là bao người vừa bị bọn họ vũ nhục chính là người đàn ông tương lai của nàng à nàng run rẩy giơ tay chỉ về phía hai người hoắc vũ hạo nói các ngươi các ngươi chờ đó hoắc vũ hạo làm như không nghe thấy một mực kéo vương đông về lớp của mình trong lòng hắn lúc này hoàn toàn không cảm thấy vui sướng gì mà lại càng cảnh giác hơn trước mặt nhiều bạn học như vậy mà đái hoa bân vẫn có thể quỳ xuống nhận sai sau đó không biểu lộ ra chút tức giận nào đối thủ như thế càng thêm đáng sợ huống chi thực lực của đái hoa bân càng lúc càng tăng nhanh đáng tiếc lần này không thể để hắn nhận lấy trừng phạt thích đáng vì hành động của mình Hắc vũ hạo cũng không biết vì lần tập kích này mà cái tên đái hoa bân đã bị học viện liệt vào sổ đen mặc dù không có chứng cứ chứng minh nhưng những người ở học viện sử lai khác là ai chứ với bấy nhiêu dấu vết của bọn chúng để lại bọn họ đã đoán ra được rất nhiều rồi tuy nhiên học viện vẫn không thể không kiêng kỵ vì hai học viên mà trở thành kẻ thù của đế quốc tinh la thật không phải là quyết định sáng suốt hơn nữa chuyện này chỉ là một mình đái hoa bân làm ra thôi cho nên dù bản thân có thiên phú dị bẩm nhưng sau lần tập kích không giết được hoác vũ hạo và vương đông này cơ hội trở thành đệ tử nội viện của hắn cũng hoàn toàn tan biến kỳ sát hạch thăng cấp cũng đã hoàn toàn chấm dứt lúc này những học viên có thể lên lớp đều là đệ tử đã thông qua sát hạch rồi những người không thông qua ba ngày sau sẽ có một kỳ thi lại nếu kết quả lần này cũng thế thì chỉ còn cách dọn đồ về nhà mà thôi thành tích cao nhất trong kỳ sát hạch này chính là lớp ban một của vương ngôn và chu y sự thật đã chứng minh hai người bọn họ hợp tác với nhau là một tổ hợp ăn ý nhất chu y có thể quản đệ tử còn vương ngôn với kiến thức uyên bác của mình sẽ đảm nhiệm phần giảng dạy đệ tử của bọn họ chính là những người được giáo dục một cách tốt nhất những người trong ban một không thông qua sát hạch rất ít nhưng bọn họ còn có cơ hội thi lại nữa tương đối mà nói số người này so với các lớp khác đã rất tốt rồi vũ hạo sao ngươi không cho ta tìm hắn tính sổ vương đông hầm hừ ngồi xuống bên cạnh hoác vũ hạo hỏi hoác vũ hạo nói học viện chưa đưa ra kết luận cụ thể chúng ta làm giữ được gì chúng ta còn đang ở học viện giờ tìm hắn tính sổ được sao cứ im lặng theo dõi tình hình đã trước tiên mình cứ cố gắng tăng thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất khi nào tu vi chúng ta bằng học tỷ tiểu đào thì không còn sợ bị tập kích nữa trận chiến hôm qua đối với hắn có sự kích thích không nhỏ muốn tu vi tăng lên trong thời gian ngắn là chuyện không thể, nhưng có hồn đạo khí giúp đỡ lại là chuyện khác, cho nên Hoắc Vũ Hạo đã quyết định rảnh rỗi sẽ cải tạo toàn bộ hồn đạo khí của mình, ít nhất phải nâng cấp chúng lên cấp 2, nếu lúc bọn hắn bị tập kích mà hắn có một cái hồn đạo thôi tiến khí cấp 2 đã không khổ sở như vậy. Bạn đang xem đấu la đại lục phần 2 tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh YouTube di Giác phim. Hoa, linh thật. Vương Đông há hốc mồm nhìn về phía cửa phòng học. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng cũng quay đầu nhìn về phía đó đập vào mắt hắn là mã tiểu đào toàn thân đỏ rực đang nhìn hắn vẫy vẫy tay tuy nhiên lúc này mã tiểu đào có gì đó rất lạ khuôn mặt đỏ hồng trên người còn có ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện hoác vũ hạo chỉ tay vào mình mã tiểu đào nhìn hắn gật đầu sau đó liền quay người đi ra ngoài lúc này giờ học còn chưa đến nên hoác vũ hạo vội vàng quay sang nói với vương đông chắc ta trở lại trễ một chút ngươi xin phép dùng ta ta đi coi học tỷ tìm ta có chuyện gì không ừ vương đông cũng biết mã tiểu đào có chuyện nhưng nếu là lúc trước hắn nhất định không cho hoắc vũ hạo ra ngoài nhưng hôm qua mã tiểu đào vừa mới cứu bọn hắn à cho nên trong lòng hắn không còn sự cảnh giác nữa hoắc vũ hạo bước nhanh ra khỏi phòng học nhưng vừa đến cửa đã cảm thấy có một luồng ánh sáng màu hồng đánh thẳng về phía hắn mặc cho tinh thần tham chắc của hắn chính xác thế nào lúc này hắn cũng không kịp tránh nữa nhất thời đã bị một ngọn lửa nóng rực bao phủ mà lý do xuất hiện ngọn lửa đó chính là vì mã tiểu đào đã ôm hắn mã tiểu đào trên dưới hai mươi tuổi đây cũng là độ tuổi đẹp nhất của các cô gái huống chi bình thường nàng đã cực kỳ xinh đẹp rồi lúc này thêm vào đôi gò má ửng hồng càng nhìn nàng lại càng thấy bị hấp dẫn sau khi ôm lấy hoác vũ hạo mã tiểu đào đồng thời kêu lên từng tiếng nũng nịu hoác vũ hạo không được rồi ta chịu khổ nổi nữa rồi nhanh lên nàng nói chuyện tương đối không nhỏ cho nên không chỉ những học viên vừa đi ngang đấy hay những học viên trong lớp ban một đều nghe thấy rõ ràng huống chi lúc này hoắc vũ hạo còn đứng ngay cửa lớp bị mã tiểu đào quấn chặt hắn muốn tránh cũng không tránh được một luồng ánh sáng màu đỏ lóe lên mã tiểu đào vẫn ôm lấy hoắc vũ hạo nháy mắt bay đi phương đông nghe thấy câu nói kia đã cảm thấy có gì đó không đúng hắn vội vàng chạy ra nhưng khi hắn đến nơi chỉ kịp thấy bóng lưng của mã tiểu đào mà thôi các học viên bên trong lớp ban một lẫn đang đứng ngoài hành lang đều đưa mắt nhìn nhau đừng nghĩ bọn chúng còn nhỏ bởi vì tất cả đều là hồn sư cho nên cái thứ gì đó bọn họ tiếp xúc sớm hơn bạn Đồng, lứa bình thường nhiều, hơn nữa, tiếng rên rỉ ban nãy của Mã Tiểu Đào hết sức mê người, cho nên khó tránh bọn họ có chút liên tưởng kỳ quái. Sắc mặt Vương Đông nháy mắt tối sầm xuống, hắn đang định đuổi theo thì có một cánh tay túm chặt lấy hắn. Buông. Hắn tức giận quát to một tiếng, nhưng quay đầu lại nhìn thì lập tức ủ rũ, người vừa bắt lấy tay hắn chính là Chui. Sao thế này, làm gì tức giận thế? Chu Y trầm giọng nói, mặc dù nàng thích Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo nhưng bản thân là lão sư, bà tuyệt đối không cho phép đệ tử xúc phạm mình. Vương Đông vội la lên. Chu lão sư, Hoắc Vũ Hạo bị Mã Tiểu Đào bắt đi rồi, ngài nhanh đi cứu hắn đi, ta cảm thấy Mã Tiểu Đào đang không được bình thường, chẳng may tỷ ấy làm hại Hoắc Vũ Hạo thì. Chu Y kéo hắn trở vào phòng học nói. Yên tâm đi, không có gì đâu, hôm nay ngôn viện trưởng đã nói với ta rồi, vũ hồn của Mã Tiểu Đào có chút khuyết điểm, nên cần vũ hồn thứ hai của hoắc vũ hạo trợ giúp hơn nữa chuyện này cũng tốt cho cơ thể của hoắc vũ hạo người trở về chỗ ngồi của mình đi bắt đầu học nói xong chu y liền quay người đóng cửa phòng học lại sự lo lắng trong lòng vương đông đương nhiên không vì một câu giải thích của chu y mà biến mất ngược lại càng lúc càng tăng thêm hắn đương nhiên biết mã tiểu đào mang hoắc vũ hạo sẽ không gây bất lợi gì cho hắn nhưng vừa rồi thấy mã tiểu đào ôm lấy hoắc vũ hạo hắn cảm thấy vô cùng bực bội lúc này trong lòng hoác vũ hạo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn cũng như vương đông hắn biết mã tiểu đào sẽ không làm hại hắn hơn nữa lần trước hắn đã gặp mã tiểu đào phát điên thế này rồi có điều đột nhiên bị một đại mỹ nữ ôm lấy hắn cũng không biết phải làm sao trên người mã tiểu đào hoàn toàn không có bất kỳ mùi vị gì của nướng mà là một hương vị rất nhẹ nhàng khoang khoái giống như vừa đắp phải cái chăn còn sức nóng của mặt trời khi phơi dưới nắng vậy đáng tiếc cảm giác đó không phải ấm áp mà là nóng rực Sáng người mã tiểu đào cũng khá cao nàng ôm lấy hoác vũ hạo thì đầu hoác vũ hạo chỉ đến được bả vai của nàng thôi nương theo sự di chuyển của nàng hắn cảm thấy có hai cái gì đó vô cùng co giãn đang cọ sát vào cơ thể mình tuổi hắn còn nhỏ nên đối với chuyện nam nữ cũng không rõ lắm nhưng cũng đã cảm thấy toàn thân khô nóng trong lúc nhất thời đầu óc mờ mịt không biết làm gì chớp mắt cả hai đã ra khỏi giáo học lâu mã tiểu đào mang hoác vũ hạo chạy ra hồ hải thần nàng vừa chạy vừa nói đứt quãng vũ hạo mau mau giúp ta, mau dùng, thuộc tính hàn, của ngươi, giúp ta áp chế, tà hỏa, nghe tiếng kêu của mã tiểu đào, hoắc vũ hạo mới tỉnh táo lại. Mặc dù bên người mã tiểu đào truyền đến một cảm giác vô cùng mềm mại, nhưng rốt cuộc hắn cũng biết mình nên làm gì rồi. Hồn lực trong cơ thể bắt đầu lưu truyền, hoắc vũ hạo nhanh chóng phóng xuất ra vũ hồn băng bích đế hoàng hạt của mình. Nhất thời, một luồng khí lạnh từ người hắn bay ra, sau đó tiến sang cơ thể mã tiểu đào khiến nàng kêu lên một tiếng vô cùng thoải mái, chân cũng mềm nhũn theo phốc phốc lẽ ra mã tiểu đào ôm hoắc vũ họ bay về phía hồ hải thần là muốn đưa hắn vào bên trong nội viện nhưng không ngờ luồng khí lạnh kia vừa xuất hiện cơ thể nàng được tới mát một chút tinh thần vô cùng thoải mái và thả lỏng thế nên cả hai lại rơi tỏm xuống hồ dòng nước mát lạnh ùa đến giúp tinh thần mã tiểu đào thanh tỉnh lại vài phần hôm nay thật sự nàng không thể chịu đựng nỗi nữa vốn gần đây cơ thể nàng đã có nhiều dấu hiệu tà hòa muốn phát tát đêm qua lại còn toàn lực ra tay sau đó nàng trở về tu luyện cả đêm mà không thấy khá hơn chút nào, nên nàng không thể không chạy đến giáo học lâu tìm Hoắc Vũ Hạo. Sau khi Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra Vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, tinh thần cũng nhẹ đi một chút, bất quá cả hai lúc này đã chìm xuống, hắn vội cua tay ôm, chằm lấy mã tiểu đào, cùng trồi lên mặt nước, sau đó lập tức sử dụng hồn kỹ thứ nhất của Vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Băng Hoàng hộ thể. Từng khối băng tinh hình lục giác xuất hiện bao phủ cả người Hoắc Vũ Hạo, sau khi luồng khí băng giá của Vũ hồn cực hạn phát ra, càng lúc càng tăng lên và lan rộng ra dòng nước trong hồ vừa tiếp xúc với nó thì lập tức kết băng với tốc độ kinh người giây lát sau cả hai bọn họ đã bị đông cứng trong hồ đối với người bình thường nếu rơi vào trường hợp này có lẽ sẽ vô cùng khó chịu và ngạt thở nhưng hoắc vũ hạo thì khác bản thân hắn có vũ hồn cực hạn thuộc tính băng nên khi ở trong băng lại càng thoải mái hơn ở trong nước hắn kéo theo mã tiểu đào bơi về phía trước rất nhanh sau đó cả hai đã thoát được lên mặt băng hoắc vũ hạo cũng không tiếp tục tiến về trước nữa hồn lực của hắn có hạn lúc này mọi thứ đã hóa thành băng môi trường quá thích hợp với hắn nên đầu tiên hắn nghĩ nên giúp đỡ mã tiểu đào trước vũ hồn cực hạn đúng là vũ hồn cực hạn mã tiểu đào chưa ôm hoắc vũ hạo một chút đã cảm thấy từng luồng khí lạnh không ngừng truyền vào cơ thể mình tà hỏa nhanh chóng bị áp chế trở xuống cơ hội tốt như thế dĩ nhiên nàng sẽ không bỏ qua vì sợ khiến hoắc vũ hạo bị thương nên nàng từ từ phóng thích ngọn lửa trong cơ thể mình ra sau đó dùng nó cấu xé băng hoàng hộ thể của hoắc vũ hạo cứ như thế Tà hỏa trong cơ thể nàng được cái lạnh bao phủ áp chế từng bước từng bước, mà Hoắc Vũ Hạo bên cạnh thì không tốt như vậy, cơ thể hắn cứ luôn phiên nóng lạnh không ngừng. Tuy hắn có vũ hồn thuộc tình băng cực hạn, nhưng tu vi hắn kém mã tiểu đào rất xa. Ban đầu Hoắc Vũ Hạo cũng chưa cảm thấy có gì khó chịu, nhưng một lúc sau hắn phát hiện lượng tiêu hao hồn lực trong cơ thể mình, thì cảm thấy có chút chịu không thấu. Luồng khí nóng không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo, lúc này hắn chỉ còn cách cắn răng chịu khổ hắn không biết mã tiểu đào cần bao lâu mới có thể áp chế hoàn toàn được nên chỉ có thể cố gắng duy trì và chờ thôi hoác vũ hạo không ngừng lên tiếng gọi thiên mộng băng tầm và băng đế trong tinh thần hài nhưng không hiểu tại sao hai vị hồn hoàn trí tuệ của chúng ta lại hoàn toàn im lặng không lên tiếng trả lời giống như cùng nhau đi ngủ rồi vậy cũng ngay lúc này dưới vạt áo của hoác vũ hạo hồn cốt thân thể chậm rãi phát sáng cơ thể hắn đang không ngừng bị nung nóng nó là một bộ phận của cơ thể hắn đồng thời cũng là thứ quan trọng nhất bằng bích đế hoàng hạt sao cho, cho nên dưới tình hình này nó lập tức cử động, phát ra từng luồng khí lạnh. Vì không còn hồn lực hỗ trợ nên luồng hàn khí đó chỉ có bảo vệ lấy cơ thể của hóc Vũ Hạo, chứ không thể phóng ra ngoài. Miễn nguồn năng lượng của tà hỏa Phượng Hoàng tiếp xúc với cơ thể hắn sẽ lập tức bị luồng khí lạnh này bước ra ngoài, tuy vậy nó chỉ có thể ở yên phòng thủ mà không thể phản công. Thật ra Mã Tiểu Đào đã sớm ổn định được tà hỏa trong người rồi, từ nãy giờ nàng luôn chú ý trạng thái cơ thể của hóc Vũ Hạo, ngay lúc nàng cảm thấy hoắc vũ hạo không thể chịu đựng nữa nàng định ra tay giúp đỡ thì đột nhiên thấy từ người nó xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ nháy mắt khiến cơ thể nó một lần nữa lạnh như băng mã tiểu đào thấy chuyện vừa xảy ra trong lòng vô cùng vui sướng nàng bị tà hỏa tra tấn quá lâu rồi nếu không với thiên phú của nàng hiện giờ làm sao chỉ mới đạt được bấy nhiêu tu vi vất vả lắm nàng mới có được cơ hội tốt thế này nàng lập tức mừng như nhặt được vàng dĩ nhiên không thể nào dễ dàng buông tha được bởi vậy nàng vẫn tiếp tục phóng thích hồn lực mang theo tà hỏa phượng hoàng của mình ra mã tiểu đào thì thoải mái rồi chỉ khổ hoắc vũ hạo đau đớn không thôi bên trong hắn thì đâu đâu cũng lạnh ngắt còn bên ngoài thì từng luồng nhiệt không từng ùa đến nóng ngoài lạnh trong khiến hắn nhớ đến quá trình khổ sở khi dung hợp với hồn cốt của băng bích đế hoàng hạt a à. cũng may hắn từng trải qua quá trình tương tự rồi nên dù rất đau đớn nhưng tinh thần hắn vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được bên trong tinh thần hải của hắn hai vị hồn hoàn trí tuệ đang trò chuyện với nhau còn tại sao ban nãy hắn gọi mà không ai lên tiếng trả lời cũng vì bọn họ cố ý mà thôi kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người